chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, không biết là trong tập hôm nay và series Ninh Travel lần này, chúng ta sẽ cùng khám phá thành phố cũng như là địa điểm du lịch nào đây? Đằng sau Ninh đó chính là cột đồng hồ nằm ở ngã năm ở phường Bạch Đằng. Ở đây thì là một cái nơi mà gọi là giao giữa rất là nhiều những con đường lớn của cái thành phố này, trong đó có Lê Thánh Tông này, có Trần Hưng Đạo này, và là một cái nút giao thông rất là nhộn nhịp. Chắc chắn là nếu bạn đang ở cái thành phố có cái cột đồng hồ này hoặc bạn đã từng đến đây sẽ biết chúng ta đang ở đâu. Và xin giới thiệu, lần này series Ninh Travel sẽ cùng các bạn khám phá Hạ Long. Hạ Long, một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động, một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Quảng Ninh nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung. Nằm cách Hà Nội khoảng 165 km, Hạ Long vẫn luôn luôn là địa điểm du lịch chưa bao giờ hết hot, với rất nhiều cảnh đẹp này, với rất nhiều đồ ăn ngon, lạ và những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu bạn đang có kế hoạch tới đây cùng bạn bè, gia đình hay thậm chí là đi một mình, đừng quên bỏ túi những kinh nghiệm du lịch Hạ Long từ A tới Z vô cùng hay ho và thú vị của Ninh trong series Ninh Travel tại Hạ Long, được phát sóng vào 18:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên channel Ninh Tito. Mời cả nhà cùng đón xem nhé! Sau khi các bạn được nghe một đoạn giới thiệu khá là dài với hình ảnh rất là đẹp về Hạ Long thì chúng ta đang dừng chân tại địa điểm đầu tiên. Và đến Hạ Long thì thực sự là không thể không ăn hải sản được, nên là mình đã quyết định bảo với cả đoàn là xếp lịch làm sao đấy để chuyến này bữa đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ phải ăn hải sản. Và sau khi được rất là nhiều các bạn training, mỗi bạn recommend một kiểu, thì Ninh đã quyết định là chọn nhà hàng Hồng Hạnh 2 nằm ở trên đường Đông Bắc. Các bạn đi cái đường bao biển xong rồi rẽ trái và là đến rồi. Và thực sự là đi vào cái giờ này nó đông dã man luôn. Mà Ninh để ý là dân văn phòng họ vào đây ăn cũng rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì Ninh không đi ăn một mình, mà bên cạnh Ninh thì Ninh đã vượt được một bạn sang Ninh. Bạn Đức, hello Đức, Đức chào mọi người đi. Hello mọi người, mình là Đức. Rất vui hôm nay cùng anh Ninh để đi ăn hải sản ở Hồng Hạnh. Để cho giới thiệu cho những bạn nào đang ở Hạ Long cũng như là những bạn nào mà sẽ đến Hạ Long mà có thể tìm đến Đức, thì Đức có thể giới thiệu tuổi này rồi nghề nghiệp của em đang làm hiện tại được không? Em tên là Đức, hay gọi là Finny. Năm nay em 24 tuổi. Và ở Hạ Long cũng được 3-4 năm rồi. Em không phải người ở đây á? Em không. Trước đây là em chuyển ở đây. Hồi nhỏ chuyển ra đây, xong rồi ở đây học cấp 3, xong lên Hà Nội học, xong rồi mới quay lại về được 2 năm. Mình cứ tưởng bạn ấy là một dân Hạ Long chính gốc, nhưng mà hóa ra là không phải. Thế suýt chính gốc. Suýt chính gốc à? Nhưng mà em vẫn đủ đi ăn nhiều các thứ để có thể giới thiệu cho anh trong cái tập ngày hôm nay chứ? Có chứ ạ. Ok, được. Em tự tin luôn. Bạn Đức 24 tuổi nhá. Hạ Long, ok. Đức Hạ Long. Đức Hạ Long. Bây giờ thì chúng mình đang đợi gọi đồ. Đến đây thì menu họ có rất là nhiều món và Ninh thấy giá cả nó cũng khá là hợp lý. Khá là hợp lý. Thì bây giờ đợi đồ ra và chúng ta sẽ ăn nhá. Ôi, mọi người ơi. Bát đầu tiên là bát khai vị thì chúng ta đã có một phần. Cái này là ngán nấu mồng tơi à? Ngán nấu mồng tơi ạ. Này, các bạn ơi, nhìn thấy con ngán này. Ui, con này nó phải to gấp 3 lần con ngao, đúng không? Và con này có gì đặc biệt, cái phần đen đen này nhìn có hơi sợ không? Không, nó không sợ đâu. Nó là một cái phần mà béo ngậy nhất của con ngán này. Cái này là đặc sản ở Hạ Long. Đúng rồi. Các bạn ạ, chuyến này thì mình không có đủ thời gian để mình đi hết cả Quảng Ninh, nên là mình sẽ gói gọn lại là lần này tour chúng mình là Hạ Long thôi nhá. Hạ Long thôi nhá, còn quay lại mấy cái Bình Liêu đúng không? Rồi các cái huyện Uông Bí các thứ thì mình sẽ, thành phố Uông Bí thì mình sẽ đi sau. Nào thôi, ăn thử nhá, xin mời nhá. Xin mời mọi người, xin mời anh. Cái mùi nó thơm lắm, đầu tiên là thơm cái mùi rau mồng tơi. Khác biệt gì?
nó béo béo ngậy ngậy hơn và nó hơi sần sật, tại vì các bạn cảm giác như là nó rất là căng, rất là mọng ấy, rất là mọng luôn, cắn mà nó kiểu nói chung là ngon đấy. Và vị con này nó cũng đậm hơn nữa, đậm hơn ngào. Rất nhiều người khi đến Quảng Ninh không biết đến con này, phải đi cùng dân bản địa thì mới biết để ăn ngán. Nhưng mà bình thường ngán thì hay thường nấu với những cái gì? Ngán nhiều món lắm, xào với bún này, bún xào ngán này, rồi ngán nướng, ngán nấu canh, ngán hấp. Con này mà nướng cũng ngon. Con này nướng. Thôi thôi, ăn đi. Anh vừa ăn vừa hỏi nhá. Đi ăn với Ninh, đặc biệt là dẫn các bạn sang Ninh đi ăn là lúc nào cũng bị ăn nguội vì nói chuyện nhiều quá. Hỏi thật nhá, anh có xem anh không? Xem từ ngày xưa. À, điều nhưng mà lần đầu gặp ở ngoài với cả trong hình thấy thế nào? Như nhau chẳng khác gì. Ngoài đẹp hơn đấy. Ôi, chết rồi. Ninh gặp một người dẻo mỏ hơn cả Ninh rồi. Ok, chúng ta sẽ thử sang món thứ hai. Đây là một đĩa ốc đá hấp hay luộc? Hấp. Đây còn lá chanh này, xả này. Đó. Mọi người ơi, không biết cái máy kia có thể zoom vào được không, nhưng con ốc đá này nhìn cái con này nó dị lắm. Nó sần sùi đúng rồi, nó đúng kiểu một viên đá ấy. Mà ở trên vỏ của nó cũng sẽ có cái phần rêu nó bám vào luôn mọi người ạ. Con này chấm cái gì đấy? Chấm cái nước chấm ốc này. Đây là sốt chấm ốc nhá. Có chanh và cái chắc. Anh không ăn được chanh. Anh dị một cái là anh không ăn cam quất, chanh quýt, bưởi. Dị không? Đây mọi người ơi, mình sẽ gợi con ốc này ra cho các bạn xem nhá. Đó. Anh bỏ đít nhá. Không ăn được cả đít đấy. Ăn đít nó mới thơm. Ăn ốc đừng bỏ đít. Thôi mình gọi là đuôi nhỉ. Cái đuôi của con ốc này nó màu xanh mọi người ạ. Này, nó màu xanh, đúng cái màu xanh rêu luôn. Đó, xin mời. Anh chấm chơi. Ngon đấy. Ui, thịt giác chanh ngon mà. Tại vì nó có chanh thật. Anh đã bảo nó có chanh mà. Cái này nhưng còn mà... các vị chanh thôi. Thế á? Thế thôi anh chấm này. Ơ nhưng mà ngon. Ui mọi người ơi, trong cái vỏ ốc này nó lại có một cái càng cua. Trong đây có một con này là con sống nhờ đó. Ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn á? Sợ đấy, sao em biết mấy cái đấy đấy? Em đọc đấy. Thế là cái con cua này nó thấy con ốc này nó cắp ra xong nó lấy con nhà của ốc này luôn. Tức là giết con ốc này luôn. Giết con ốc này. Thử luôn. Dạ, anh đừng chấm, anh thử ăn không chấm một lần đi. Giòn. Nhưng cái phần đuôi của con ốc này nó hơi nhận nhận đắng một chút mọi người ạ. Hơi nhận nhận đắng. Nhưng mà nó không kiểu bị đắng, nó như kiểu các bạn ăn đắng đắng ở khổ qua thôi, chứ nó không bị gắt. Cũng được nhỉ. Thế cái vị đặc trưng con ốc này đấy. Thế à. Nhưng mà ấy, anh thấy ở Hạ Long có rất nhiều hồng hạnh. Đúng rồi. Tại sao chúng ta lại đi ăn hồng hạnh 2? Hồng hạnh anh có tất cả 6 hồng hạnh rồi. Và hồng hạnh 2 là cái nhà hàng mà được người dân địa phương ăn nhiều nhất. Và nói không biết nhà hàng có giận không, nhưng mà là cơ sở nấu ăn ngon nhất tại đây. Thế à? Không, thật ra thì bởi vì mỗi một cơ sở lại kiểu một bếp riêng rồi các thứ ấy, nên là ngon hay không ngon thì cũng ấy thôi mà. Nhưng mà Ninh thì tinh thần trong các chuyến Ninh Travel là Ninh luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ đi những cái nhà hàng nào mà dân địa phương đi ăn. Chính xác. Để trải nghiệm nó chứ không phải kiểu bị thương mại giống như mấy cái post trên du lịch các thứ. Nhưng anh thấy là vào đây là toàn thấy dân văn phòng các kiểu ấy. Đúng không? Có thấy dân du mình. Nhưng mà buổi trưa mọi người đi ăn, có thời gian đi ăn cái này luôn. Đây, nhậu luôn. Ui, dạ mày làm việc bình thường. Dạ man thật. Anh có bao giờ nhậu đâu, anh không biết uống bia rượu không gì hết. Giờ này về đây uống đi. Nhậu luôn. nước mắm này ngon. Nước mắm này ngon. Ok. Đây là một đĩa ruốc. Này tại sao con này nhìn giống con thật ra là vừa giống mực vừa giống bạch tuộc. Thật ra giống bạch tuộc hơn. Nhưng tại sao lại gọi là con ruốc? Hai con nó đẻ với nhau hay sao ấy? À, giống như kiểu chó nó phối. Đây là ruốc chân dài. Công nhận là các bạn sẽ thấy là cái phần chân của nó khá là dài và thon. Đó, nhưng mà không hiểu sao người ta cắt hết đầu ra nhỉ? Đây, cái đầu của nó đây, cái phần đầu đây. Ui, ở đây nhìn con nào nó cũng múp múp. Béo béo. Béo béo. Cảm giác cắn nó sẽ rất là mọng nước. Nhưng mà con này chấm cái gì? Chấm cái này à? Chấm mắm tôm ạ. Ruốc chấm mắm tôm.
Ninh giả vờ thế thôi, lúc nãy Ninh phải gọi một bát mắm tôm không có chanh, ăn giấm rồi. Và không ai ăn được cái mắm tôm này chứ anh Ninh. Em nói thế em thử ăn mắm tôm với giấm xem ngon vãi. Như nào anh? Con này nó dai nhỉ? Ăn như anh cả cao su ấy. Không như anh tưởng tượng đúng không? Không, không như anh tưởng tượng, nhưng mà để anh ăn thử cái này phát. Mắm tôm giấm ngon mà. Con này thơm nhá. Thơm, ăn thì có vẻ tươi, nhưng mà rất dai. Nó khá là dai, các bạn nhai nó sẽ không kiểu giòn và sần sật như là kiểu các bạn ăn mực hay là các bạn ăn bạch tuộc đâu. Nó sẽ khá là dai. Ơ nhưng mà ngon phết. Cái vị nó khác ấy. Anh thích ăn đầu hơn hay ăn chân hơn? Anh sẽ thích ăn chân hơn. Cái đầu nó dai quá. Đầu này anh ăn là anh phải cắt. Thử chấm. Ngon đấy. Anh người ta luộc với à? Chuối xanh với cả lá ổi. Ờ. Đây là lá ổi à? Đúng rồi, lá ổi. Lá ổi này, chuối xanh này. Được uống cái nước này thử không? Được. Nước chua chua, thơm cái mùi hơi xí xí cái mùi chuối, vừa thơm cái mùi lá ổi. Nhưng mà con này không rõ vị hải sản lắm nhỉ? Đúng rồi. Vì sao? Chắc tại nó thế. Ok. Ruốc ngon nhá. Ruốc ngon, nhưng mà một đĩa này khá là nhiều đấy. Chỗ này có rất là nhiều con nên các bạn nếu mà đi đông thì hãy nên gọi, tại vì nó nhiều lắm. Này khoảng 20 con, xong rồi còn chặt đầu với cả chân ra riêng. Đây, con tôm đấy nhỉ, màu vàng rất là óng ả. Rất là thơm cái mùi bơ tỏi. Sẽ rạch rạch cái đầu của nó ra xong rồi họ lấy cái. Người ta có lấy luôn cái phần có đây, của đầu không? Lưng của họ đã rạch hết đây. Cái này còn chấm không? Đó, không chấm sốt hải sản. Anh ăn không vậy? Em cho phép anh ăn không. Bơ rất là thơm cộng với tỏi. Ngon quá. Mà ăn được hết cả con luôn mọi người. Nó giòn nhưng mà nó vẫn hơi nhừ rồi. Có được tả phải không nhỉ? Giòn nhưng vẫn hơi nhừ thật mà. Ăn được hết, nó không bị cứng cái phần này đâu. Này. Ăn được. Ngoài giòn trong mềm. Đúng. Đúng. Em nên đi làm food blogger ở Hạ Long. Em làm trợ lý đây. Không. Khôn đấy. Cụng ly các bạn phát nhá. Nào. Chúng mình không dám uống bia hay là rượu vì chúng mình còn lái xe. Hôm nay em có rảnh không? Chiều nay anh có khá là nhiều kế hoạch, mình có thể đi khám phá Hạ Long. Em chỉ cần một lý do. Nhưng mà thật ra là rất là cảm ơn em ý. Bởi vì là anh không muốn kiểu bây giờ dịch nó cũng đỡ rồi ấy. Anh không muốn đi đâu cũng một mình anh thưởng thức. Tại vì như vậy thì nó rất là buồn. Nên có những bạn, như đợt anh đi Huế là có các bạn training do anh đi ăn này. Còn đợt đi Tây Nguyên là không có ai cả vì dịch quá. Nhưng mà mình hơi buồn đúng không? Hơi buồn. Mặc dù có team nhưng mà các bạn phải ăn sau. Thì với cả cũng khổ thân các bạn mà đang xem nữa, cứ phải xem Ninh một mình mãi cũng chán. Thì thỉnh thoảng mình cho trai xinh gái đẹp vào trong clip thì để kéo view tăng tương tác thì cũng ok đúng không? Rồi, còn món gì chưa thử nhỉ? Đây. Đây là cá sốt dưa. Cá song. Cá song sốt dưa. Đây mọi người ơi, sốt cà chua và có dưa luôn nha. Ở Hà Nội thì một là sốt cà chua, hai là sốt dưa, à xào dưa. Chứ không cả mix như này đúng không? Em nhấc lên cho anh xem nhá. Đây một miếng cá song mà sẽ như thế này. Đó. To thế. Cá này có xương không ta? Ít xương, rất ít xương luôn. Ok. Ninh xin phép cả đoàn là cho gắp một miếng từ giữa ra cho các bạn nhìn nhé. Wow. Không to được như mình nghĩ. Đây, ở trong thịt nhìn rất có vẻ rất là chắc. Thơm quá. Không hề bị tanh, thịt cá rất là chắc. Em ăn đi. Nhưng cá biển sẽ không tanh. Thế á? Biển ấy có cái nồng độ muối cao. Ăn cá biển và cá đồng lúc nào cá biển sẽ không tanh bằng. Món này ngon quá.
mình có gọi cơm không nhỉ? Ừ. Cái này mà ăn với cơm mà rất đỉnh này. Đây, em ăn đi để anh gắp cho các bạn đang xem một miếng. Nè, các bạn há miệng nào. À. Mời các bạn nhé, mình ăn hộ cho. Cá này khá là béo. Cái phần da béo. Anh ăn cái phần béo nhất của con cá đấy là cái bụng ấy. Ờ, anh ăn phần bụng. Ngon. Ngon quá, một bữa rất là ok đấy. Được của nó không anh? Được của nó. Đây là bề bề răng muối nhá. Này mọi người có thấy bề bề ở đây to hơn bề bề anh hay quay không? To thế nhở? Ở đây có gọi là tôm tít không? Không, mọi người không gọi tôm tít đâu. Người khác đến nạn lòng gọi tôm tít rồi. Ở đây có một cái thịt mời kéo để cắt được. Em sẽ ăn như nào? Ờ nào, từ từ em sẽ ăn con này như nào? Đây. Cầm đi, em sẽ ăn con này như nào? Bình thường ở chỗ khác ấy là sẽ phải kéo cắt hai bên, đúng rồi, cắt hai bên dọc đấy. Nhưng mà Hồng Hạnh ấy thì họ đã rạch sẵn cái phần lưng này ra rồi. À. Đó, đây là thịt rồi đúng không? Đúng rồi, đây là thịt rồi. Và cái phần giáp của nó là không còn nữa. Mình chỉ để cho một mình ăn thôi. Đâu, em ăn thử anh xem nào. Tiện nhở? Ô, đúng là làm kiểu bình thường ấy, em hiểu tâm lý khách. Em hay cuộn tròn này, xong rồi chấm. Ờ. Xong rồi cuộn cả miếng to đúng vào mồm ăn này. Ui, món ra liên tục mọi người ơi. Đây mình có gọi một bát canh hà. Dạ. Đẫm thịt không anh? Đẫm thịt. Ăn bó hẳn so với mấy con bề bề mình hay ăn. Ngon ạ. Nó có một loại nữa là bề bề trứng ấy. Ừ. Ăn mình ấy. Đây, cơm nữa. Mình phải ăn thử cơm. Thôi, ăn ít thôi. Với một bát canh hà. Múc đồ hà ơi. Công nhận ở đây con nào cũng múc không? Con nào cũng mọng mọng. Ừ, mọng mọng. Ngon thế. Một bát này chắc phải 200. Đây mọi người ơi. Thơm quá, cái mùi canh chua rất là thơm luôn. Bình thường mình hay đi ăn canh chua với cá, cá lóc. Nhưng mà ra đây có món canh hà nên phải thử luôn. Ôi con hà này ngon quá. Ăn bùi á. Cái con hà nó hay ở cái cồn cát ấy. Nhưng mà ở đây ấy, mọi người ăn hay ăn hà hay ăn ngao hay ăn hến? Ít ăn hến, ăn hà nhiều. Ngao bình thường. Nhưng mà hà có đắt không? Không đắt lắm đâu. Tầm rẻ thì tầm khoảng 80-100 một cân đấy. Là bóc sẵn hết rồi đấy. Thế rẻ. Ok. Mình nghĩ là quán đầu tiên đã rất nhiều hình để các bạn có thể biết được rằng là ăn ở Hồng Hạnh 2 ngon. Ninh thì không biết được là Hồng Hạnh 1, Hồng Hạnh 3 hay Hồng Hạnh 4, 5, 6 như thế nào. Nhưng mà thực sự rằng là đến Quảng Ninh ăn hải sản đã chuẩn bài rồi. Mọi người hay mua hải sản, nó có hay có chợ hải sản ở trên Hà Nội ấy. Nhưng mà chợ hải sản Quảng Ninh đó, nên là đến đây thì mọi người có thể khám phá. Còn bây giờ Ninh phải tranh thủ cho các bạn quay phim với cả bạn ảnh ăn đây. Thôi ăn đi nhỉ, tí nữa chúng mình gặp lại nhau nhá. Xin mời mọi người. Xin mời. Ôi ngắt máy nào. Ăn thôi. Mình thấy một hàng kem, hàng bò bía. Mình có kem gì đấy ạ? Cho sô-cô-la cho hả? Cho cháu một dừa sô cô la. Có cái nước nào nữa được nữa? À úp lên thôi con thử ăn thế này đi ạ. Mà cho con một que như này nữa. Ôi mọi người ơi, đây này. Cô bán kem gần 30 năm Hạ Long rồi. Ui. 30 năm rồi cô. Hạ Long bây giờ thay đổi với ngày xưa nhiều không cô? Nhiều chứ. Trước kia ở đây nó tập tít ở trong kia. Dạ. Mát quá. Ngon không? Nó không bị đá. Không bị đá.
nó nhìn thì có vẻ rất đá nhưng mà lại không đá. Ngon quá. Cô đã thâm niên. Con biết kem nhà cô ngon nên con mới mua. Mọi người đến bảo tàng cá heo này thì mọi người hãy nếu mà gặp cô thì nhớ mua ủng hộ cho cô nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đợi một chút ăn xong cái này xong rồi mình sẽ đi nghe em tên là gì ấy nhỉ? Đức giới thiệu về bảo tàng ở đâu? Giới thiệu về cung cá heo. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại cung cá heo. Nào, chàng trai Hạ Long phải hãy giới thiệu về cung cá heo này. Giới thiệu như kiểu là trong một cuốn catalog hay là gì đấy? Cái này gọi là cung quy hoạch và triển lãm hội chợ cung cá heo. Nó lấy cảm hứng từ con cá heo đang vần một viên ngọc. Nếu mọi người nhìn từ trên xuống dưới ấy, nó cuộn tròn lại. Đây là viên ngọc à? Đúng rồi, cái tròn tròn này là viên ngọc ấy. Okay. Nhưng mà đốt cái viên ngọc này hay sao ấy? Tức là cái cung này nó sẽ là nơi để có thể chúng ta tổ chức sự kiện ở đây. Đúng rồi. Hội chợ này, triển lãm này, rồi mấy cái mô hình tỉnh và sắp tới là tổ chức SEA Games ở đây luôn. Thế à? Một số môn SEA Games. Thực sự thì khi mà các bạn đứng ở đây, bản thân anh đứng đây cũng cảm thấy kiểu nó rất là ở nhìn ở dưới này lên là rất là đẹp, không biết nhìn từ trên xuống như thế nào thì các bạn có thể nhìn góc flycam, nhưng mà thực sự là cảm thấy nó rất là thích và đặc biệt nó lại ở ngay sát cái vịnh như thế này thì cảm giác kiểu con cá heo nó đang bơi quanh vịnh, lên bờ nó tắm nắng kiểu thế. Ok. Địa chỉ cái cung cá heo này là ở đâu ấy nhỉ? Ngay cạnh bảo tàng Quảng Ninh luôn anh ạ. Mọi người ơi, ở phía bên kia có bảo tàng Quảng Ninh, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không đi bảo tàng Quảng Ninh đâu, mình để dành bảo tàng Quảng Ninh và một cái outfit khác đẹp hơn. Còn ngày hôm nay thì bây giờ anh đang muốn đi ăn sữa chua. Thì không biết là nói chung là trên Hà Nội ấy có hai hãng sữa chua, hai nhà lên đấy và mở rất là nhiều cơ sở là Tuấn Liên và Cung Nghi, nhưng mà thực sự rằng đâu có cả một nhà sữa chua Trân Châu Hạ Long không cơ. Đấy, nhưng mà ăn ở trên đấy thì không biết là thực sự ở dưới này thì mọi người hay ăn nào, có ăn mấy cái hàng đấy không? Mọi người ăn ở cái đấy từ cái hồi mà Tuấn Liên mới mở thì hay ăn ở đấy. Nhưng bây giờ thì chỉ dành cho khách du lịch thôi. Còn dân bản địa thì hay ăn ở một là Cô Phượng, hai là Cô Cương. Cô Cương thì ít người biết đến hơn tại vì ở xa trung tâm thành phố. Cô Cương hình như cũng có một bạn training, bạn đấy có nhắn cho anh là đi ăn thử Cô Cương ở đường Lương Thế Vinh gì à? Đúng rồi, cách thành phố tầm khoảng 4-5 cây gì đấy. Đi không? Đi luôn anh. Ok, chuyển luôn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt với con cá heo to đùng này và chúng ta sẽ cùng đi ăn sữa chua Cô Cược. Yes, đi. Giới thiệu cho những bạn nào chưa biết thì sữa chua Trân Châu Hạ Long nó sẽ rất là khác sữa chua của chúng mình về hình thức ăn. Đó, đầu tiên là sẽ có những cái hũ sữa chua như thế này. Đây là cứng hay đây là xốp? Xốp. Đó, chúng ta sẽ có Trân Châu. Và Trân Châu Hạ Long đặc biệt một cái là Trân Châu nóng. Được như cái bát này bưng ra là rất múc ra rất nóng luôn. Sau đó mình sẽ xúc vào đây, trên đây có dừa, có vừng và nước cốt dừa. Nước cốt dừa và sữa. Sữa luôn à? Sữa gì? Sữa đặc. Cô nấu à? Sữa Cô Cương. Ok, đây là chuối. Đây là chuối khô nhá. Đây là dừa khô. Đây là dừa khô. Còn đây là Cherry. Đó, bây giờ thì nào, một người Hạ Long chuyên ăn, hãy ăn sữa chua Trân Châu một cách chuyên nghiệp cho anh xem nào. Ok nhá, bây giờ anh thấy còn đầy đầy này nhá. Thì anh chỉ múc một tầm 1 đến 2 hạt Trân Châu rồi. Em lấy một hạt nhé, hạt trước nhé. Thôi 4 hạt luôn này. Để cho vào đây. Để anh múc thêm một cái miếng sữa chua nữa. Cho vào một. Thế những cái đầu này tiên. Thì để bước sau anh. Ok. Nào. Đây mọi người ơi, mình sẽ múc Trân Châu với sữa này cho vào đây. Xong mình sẽ múc từ đây. Cái này của anh là xốp, cái của em là mềm. Chắc là tùy cái. Tùy lõi. Nóng quá. Đây mọi người ơi, mình sẽ múc nó lên này.
Sữa chua ngon quá. Ngon hơn mấy cái sữa chua Hạ Long mà chuỗi ở trên Hà Nội. Ôi, nó không bị đá này. Và cái vị nó cũng khác hẳn. Vị nó kiểu vị sữa chua nhà làm. Ngon quá. Anh ăn thêm topping đi. Ở đây sẽ tính tiền theo cái gì? Theo bát này và theo từng khúc này. Đúng rồi. Đây mọi người ơi. Lần cuối cùng em đi ăn ở đây là năm cấp 2, cấp 3 gì đấy. Cấp 2, cấp 3 á? À, quán Cô Cương mở từ năm 1994. Ơ, thế bằng tuổi anh rồi. 28 năm. 28, 2, 27 tuổi thôi. 27 rưỡi. Ngon quá, ui. Ngon nhỉ? Sữa chua đấy ngon nhỉ? Lần đầu tiên anh ăn sữa chua Trân Châu Hạ Long là ăn Tuấn Liên, cái cửa hàng đầu tiên mở trên Hà Nội. Nhưng mà tự dưng đợt sau để nó rộ lên ấy, nó giống kiểu trà sữa với cả dừa dầm rồi me má các thứ ấy. Nhưng mà càng về sau nó càng không ngon ấy. Cô Cương thì ở xa trung tâm thành phố. À, ở đây là 21 Minh Khai nha mọi người, lúc nãy Ninh có nói nhầm là Lương Thế Vinh. Nhưng mà nó ở 21 Minh Khai nha. Cô mở từ 2 rưỡi. Biết gì không? Chúng mình đến gọi điện đúng lúc cô mở cửa. May quá, đấy gọi là trời thương, ông trời thương. Trời thương cho anh Ninh ăn sữa chua. Cũng cường. Thêm topping mà cũng ngon. Ngon quá. Anh ăn được cái cherry. Có ngọt quá không hay là không? Không ngọt quá. Ngon. Nói chung vị như cái này khó mà ngon, không ngon được ấy. Chỉ có quan trọng là cái sữa chua và cái Trân Châu ấy. Mọi người thử ăn Cô Cương nhé. Đến đây đừng nghĩ là sữa chua Trân Châu Hạ Long là chỉ có những cái hàng nổi tiếng kia. Cô Cương cũng bán rất là lâu rồi. À, thật ra trong cái phố Minh Khai này cũng có nhiều hàng. Cũng có nhiều hàng sữa chua Trân Châu á. Đằng sau này có một hàng luôn đấy. Trên này có một hàng luôn đấy. Nhưng mà Cô Cương kẹp giữa. Cô Cương kẹp giữa. Rồi, ok. À, cô ấy một mình bán giá như thế nào đấy ạ? 5.000 một hũ, còn những cái bát này thì sao ạ? À, đồng giá 5.000 cho tất cả những cái này. Nên nếu mà các bạn mà muốn ăn sữa chua thì các bạn có thể đến đây. Ok, Ninh nghĩ rằng là hàng sữa chua Cô Cương là một hàng các bạn nên thử khi mà đến Hạ Long. Và Ninh sẽ cho nó vào trong bản đồ ăn của mình. Nếu mà các bạn muốn khám phá những cái quán ăn ngon ở Hạ Long, các bạn hoàn toàn có thể lên Instagram và search hashtag Ninh Eating Hạ Long. Cũng như là các bạn có thể theo dõi channel YouTube Ninh Tito. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một chút. Ninh sẽ nghỉ ngơi một chút. Và tối nay thì anh đang muốn rủ em đi câu mực. Hay em. Hay không? Hay. Thật ra các bạn là mình đã hỏi Đức xem là kiểu có cái mối nào đi câu mực không. Nên Đức đã giới thiệu một bên nha. Tối nay thì chúng ta sẽ hẹn nhau 6 giờ ngay cái bãi. Ở chỗ đấy là gọi là bến gì? Bến tàu, gọi là bến tàu thôi. Ngay bến tàu Hạ Long để chúng ta có thể đi ra câu mực ăn tối. Ninh nghĩ rằng là mọi thứ nó đang rất là trôi chảy. Nên là hy vọng tối nay Ninh sẽ câu được mực nhá. Còn nếu không thì Miss Ánh cho đi ăn đêm nhá. Chi tiền cho đi ăn đêm nhá. Ok, cảm ơn, bây giờ lát nữa gặp lại nhá. Chiều hôm đó thì chúng mình có về homestay để nghỉ ngơi trước khi đi câu mực buổi tối. Homestay này thì có tên là Giờ Bay. Đây là xe máy chúng mình thuê với giá 150.000 một ngày tự đổ xăng này các bạn, để ngay ngoài luôn. Homestay này nhìn chung thì ở khá thích, có ít phòng và các phòng thì rất là riêng biệt, tầm đâu đó 350-500.000 một phòng. Các bạn mà đặt ở trên app ấy thì nó sẽ rẻ hơn nhiều vì có code. Các bạn nhân viên ở đây cũng khá nhiệt tình, tuy nhiên điểm trừ duy nhất đó chính là cái homestay này ở tít tận bên bãi cháy nên là hơi xa trung tâm. Mỗi một lần mà Ninh đi ăn ấy là phải vòng lên cái cầu bãi cháy dài ơi là dài xong mới sang được bên kia. Nhưng mà được cái rẻ không sao hết. Vấn đề là tại sao người ta đang thay đồ thì lại cứ quay đi quay lại đấy. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 để chúng mình cùng đi câu mực nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, đừng quên like, share và subscribe. Bye bye.